Xin chào cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi bây giờ nhắn nhóm bốc vác của mình thì đến một địa điểm mới nha. Bây giờ thì nhóm bốc vác của mình sẽ đánh đứt hai cây lúa này nha cô chú anh chị và các bạn. Thì anh em thì cũng đã đầy đủ ở đây hết trơn nè, chuẩn bị làm việc đây đó. Đây thì được cái là cái bờ này nó rộng nè, làm việc nó rất là thoải mái. Anh em đang bắt đòn lại đây. Đây anh em chuẩn bị công việc mới đây, đánh là tiêu hai cái cây lúa này luôn. Đang bắt đòn đây thì đang lúc này thì anh em đang chờ đợi dắt lúa thì bắt đòn, đang chờ đợi thì anh em đang nói chuyện đây. Thì làm đông đông ngoài ruộng ngoài đồng gì rất là vui nha cô chú chị và các bạn. Cũng vui lắm. Này không biết tính căn cây nào trước đây. Rồi căn cây mép bên trái của mình trước đây. Quá nắng rồi cô chú chịu các bạn. Đây các bạn ơi, thì đi lên đi xuống thấy mình thấy cũng khó khăn lắm đó nha. Thì cái này thì anh em đi quen á, chứ còn mà đưa cho mình đi chỗ này là rồi thôi cua luôn. Thấy đi cũng hơi khó khăn. Quá trời nắng luôn rồi, tôi cũng chịu các bạn. Thì anh em đang bắt đòn lại cô chú chị các bạn ơi. Rồi thì bao nhiêu cái đống này bao nhiêu đây thì cũng cỡ trăm ngoài bao cô chú anh chị các bạn. Thì anh em cũng làm cũng không bao lâu đâu. 54 thôi. Bên đây mình thấy cái đống này cũng nhiều nè. Cậu cây lúa cậu đâu? Nặng hả? Căng qua rồi. Căng hôm qua rồi mới rồi phải không? Còn chục bao kế đó kìa. Còn chục bao ha. Dạ. Tại vì nó kẹt cái nè đi, kẹt cái dưỡng thôi. 56.6. Ừ, sáng ngày mai cũng mắc kẹt được, ông cũng mắc kẹt. 54.8. 52. Dạ. Cháu tôi không khỏi con căng đâu. 51.
rồi cho anh ăn nè. Điệt 54 54 54 54. Quá lúa quá trúng rồi, năm mấy ký không? Ồ ừ. 58 58 58. Trời ơi, tôi có sợ ông chịu ra mưa nữa nè, ông tin tôi không? Lúa quá trúng rồi. 50 hả 50 mốt. Lúa à, 50 mấy ký không cô chú anh chị các bạn ơi. Cái này mấy công nha? 53 48 6 49. Mười mấy công à? 46 4 47. 51 47 2. Ờ, ba bộ bự không? 52 51 chả 52 2. 47 51 50 28. Gì gầm? Mệt ta. Lũng khỏe dữ ta. 49. Nè các bạn coi nè, nghe em trẻ nè, nó rất là khỏe nha. 56 6. 51 6. Tao các bạn thấy người thấy cái người có vợ làm khác với cái người chưa có vợ không? 56 6. À. Có vợ rồi nó làm nó thở ơi kìa. Còn chưa có vợ đứng nè, phải ghe. Trời ơi, không kịp. Ủa vậy? Đó luôn đi, nó dậy luôn. Chú bước qua đây nè, chú ở bên đó. Chú qua đây đi. 50. Mày lật anh đi, chúng ta đứng nghỉ ngơi chút không? 51 tư, chả. 52. Dễ nè, hồi chết nè. Anh cái này mình nhiêu công nha anh? Mẹ. Dạ. Đây, 12 công. 12 công ha. Thấy quá trời lúa luôn rồi. À cái đây của mình luôn ha chị. Đây nhiêu công đó chị? 52 tư. À đây 10 công đó ha. À, hai mấy công ha. Ồ sao đợt này trúng dữ ta. Không chừng mì qua lúa vậy. Thấy con đi với mẹ. Mà qua cái địa thô, qua cái lúa ai cái cây mà lá. Chứ em thấy cây lúa bên kia 12 công mà em thấy quá trời luôn kìa. Ủa đi mẹ phải mà xạ 3 năm 1 năm nay mà dưới 15 bao tôi thường không á. À chắc có ăn sập đồ mẹ mà ngủ bây giờ ai mà sợ sập ông nội ôi. Xuống đâu mà sợ. Không không mà chuyện như sập không có sập đâu. Rồi bây giờ đừng nói mà sập. Không có 6 bao sập một quà á. Nhưng ăn nhỏ te với bao một xích. Sập biết gì thời này mà nói ngủ mà sập rồi nó xưa như trái đất. Tinh vi. Kỹ thuật mà ha. Trời mười mấy công đất là anh em làm à, đánh tăng xong à. Quá lẹ. Quá làm sao cái này tao không bị chết cho hàng năm không? Ừ, năm mấy không á, nãy giờ á. Nhiều. Không được 10 bao nữa. Ngọt bốn mấy nhiều kìa. Quấy thằng đi đồn đủ mà lưu keo trời. Điện keo luôn. Cái ba bự. Tới nữa tôi cũng mấy không. Thôi. Đó người ta một đông xuân chắc giữa ruộng mà đông quá ruộng mới dắt cho nó vừa. Mấy thằng đỡ nó tốt ba cái ơi. Ở hoàng lớp nó cho nghỉ cái. Ừ. Chắc ruộng à đủ quá đông mà. Rồi buộc ngày hai đi bẻ ngày này tôi mừng. Chở vô ngang hết sao. Bước dẹp đưa lấy gì bán ta. Gạt đông xuân á. Ngã luôn đi. Muốn giờ điểm luôn. Ờ. Có bao nhiêu trăm mấy? Đóng luôn kìa. Trời.
đâu đó, 20 chưa hết nữa, 20 đó. Đó có 20 đó đó. Nhiều nhiều đi, nhiều đi. Hồi nãy các bạn thấy cái ghe của mình thấy không? Không có lúa bao nhiêu chứ. Bây giờ nè, với công sức của anh em chút xíu thôi. Quá trời quá đất luôn. Đi liền kèo luôn nè. Quá rồi. Chào anh em nha. Quá, còn đi chạy không? Rồi cái lúa sắp xong rồi cô chú anh chị các bạn ơi. Đánh rất lẹ luôn. Nắng nóng quá. Đây là dở ruộng. Qua cô ấy chịu bèn đi. Thì ông cậu cũng có ổng hôm qua ổng cắt lúa ổng bán, nhưng mà sao mà ổng sót lại đâu mười mấy bao của ổng kìa. Bây giờ ổng tính căng ở đây luôn kìa. Bây giờ ổng căng ở đây luôn. Thì anh em đang làm việc đây. Ủa cái này nó khô quá hay sao ta? Thấy màu nó khác. Nó chín quá, chín đó mẹ ơi. Chín quá, chín á. À nó chín quá không? Thấy nó hai màu. Thấy nó hai màu, các bạn ở trên màn hình thấy có rõ không? Đó, thấy hai màu. Thì ông cậu cũng nói thì lúa này nó chín quá nè. Quá nó chặt ở biển này không nè. Khác rồi ha. Rồi đến đây thì mình cũng đã xong rồi nha cô chú anh chị các bạn. Rồi bây giờ thì đến đây mình cũng xin kết thúc clip ngang luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi hẹn cô chú anh chị và các bạn ở vào clip sau nha. Nếu cô chú anh chị và các bạn thấy video của mình hay, nhớ ấn đăng ký, like, chia sẻ và ủng hộ kênh mình nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn. Xin chào.